Thông báo nhanh số 116 của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Bà Rịa Vũng Tàu, bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021. Tính từ 18 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2021 đến 18 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021, ghi nhận 27 ca mắc mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 14 ca trong khu cách ly tập trung tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũ. Quyện Đông Điền ghi nhận 12 ca, trong đó 4 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, 8 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Đồng Hải. Quỹ đất đỏ ghi nhận 1 ca trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Phước Hải. Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 2.550 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 77 ca, đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 1.914 trường hợp tăng mới dạo 122, giảm, hoàn thành cách ly 86. Dưới sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, sự đồng thuận của người dân, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện nghiêm triệt để giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn còn các f không ghi nhận trong các khu phong tỏa. Mục tiêu trong giai đoạn từ nay đến ngày 25 tháng 8 đòi hỏi cả hệ thống chính trị, lực lượng y tế, lực lượng tuyến trước, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải thể hiện sự đoàn kết rất cao. Các kế hoạch giải pháp phải thực chất, khả thi, được phổ biến đến từng cán bộ đảng viên, công chức viên chức và đến từng tổ cộng đồng phòng chống dịch một cách khẩn trương kịp thời. Cần phải linh hoạt chủ động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt hạn chế thấp nhất những thủ tục hành chính không cần thiết để đạt được mục tiêu toàn tỉnh có 81 trên 82 xã phường là dùng an toàn. Do đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị người dân đồng lòng chung sức, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh mà địa phương đang triển khai, tuân thủ các biện pháp nguyên tắc phòng chống dịch, đặc biệt là 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc, chuyển đổi hình thức mua sắm sang đi chợ online, đặt hàng qua điện thoại. Các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả, siết chặt việc giãn cách theo nguyên tắc khẩn trương triển khai xét nghiệm tầm soát trên diện rộng. Khi phát hiện các ca F0 trong cộng đồng phải tổ chức truy vết triệt để, làm đến đâu chắc đến đó. Tiếp tục các giải pháp phòng chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly, giám sát chặt các địa bàn, không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch, làm lây lan sang các địa bàn khác. Xử lý ngay người đến từ dùng có dịch hoặc đến từ địa bàn khác mà không khai báo đề nghị người dân, tổ chức doanh nghiệp ủng hộ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của tỉnh. Theo tinh thần, tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Tham gia và sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử để quản lý hoạt động tiêm chủng của cá nhân, kịp thời theo dõi các phản ứng thông thường sau tiêm chủng, theo dõi và xử lý kịp thời các phản ứng nặng nghiêm trọng sau tiêm vaccine. Và để truy cập sổ sức khỏe điện tử, quý vị hãy vào địa chỉ hssk.kcb.vn hoặc truy cập tiêm chủng covid19.gov.vn để tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Đi tiêm chủng ngay khi đến lượt và tham gia đóng góp ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam và của tỉnh.